xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi uh, video clip tiếp theo trên kênh youtube dòng đời của mình. Uh, xin kính chúc bà con cô bác một ngày cuối tuần thật nhiều niềm vui, sức khỏe nha. Ê, trong cái bản tin ngày hôm nay cũng xin uh, cập nhật thêm những cái thông tin về những cái uh, giọt nước mắt, những cái phát ngôn của cô xích uh, mới đây nhất thôi quý vị. Mới ngày hôm qua thôi, khi một anh youtuber đã có một cái đoạn phỏng vấn uh, cô xích khá là dài, <laughs> những giọt nước mắt thì thế nói là uh, kêu cứu coi như là oan ức của mình đó à, thì nói chung là cô có khóc lóc đến mấy thì cộng đồng mạng cũng không ai thương cô đâu à, mình mình sống như thế nào mà sao bây giờ để ai cũng uh, ghét bỏ trên cái trang ủng hộ hồng loan con gái của cố nghệ sĩ vũ linh thì uh, có một cái bài viết cũng khá là hay để người ta nói về cái bộ mặt thật của bên phía hai mẹ con của uh, cô cháu gái đó những giọt nước mắt đen sau khi mụ bà mụ sáu bùa à, mọi than khóc thảm thương trên mạng một số người tỏ ra lòng thương xót và diễn sầu nữ của mụ là tương đối thành công có người nói tôi hãy mở lòng với gia đình bà ta nhưng chuyện tha thứ thì có trăm đường tha thứ có ai đoán được điều gì sẽ xảy ra với hồng loan khi cô ấy đưa tay ra cứu vớt mẹ con của cám cơn sóng dữ cộng đồng mạng sẽ vui dập Hồng Loan không thương tiếc họ sẽ quay lưng hãy nhớ rằng mụ phụ thủy ấy đi bị cấp 8 triệu 200 đô nếu đơn kiện thành công thì hiện giờ Hồng Loan có còn ngủ tại căn nhà số 5 đoàn thời điểm hay không còn quá nhiều âm mưu chiếm nhà toan tính từ lâu nhưng nhờ những người tâm huyết chung quanh Hồng Loan và một phần cộng đồng mạng đã góp sức vòi bạch tuộc có lũ kềnh cành kền mới thu vòi và thu bùa lại hãy nhớ một thời con ve nó vên váo cười nhếch mép khi gom cả đống tiền vàng dưới gầm giường mua xe đắt tiền vung tiền đi pháp diễn hài thế những ai còn rủ lòng thương đến gia đình phù thủy ấy bởi những giọt nước mắt đen thì hãy xem lại suy nghĩ của mình à, nên nhớ nhân đã gieo thì quả sẽ đến tránh sao mà được một cái bài viết uh, có thể nói là Lên tiếng công kích khá là gây gắt Về những cái việc làm của hai mẹ con của cô cháu gái Thực sự nếu như mà <laughs> Nếu như mà cái vụ kia mà nó kiện được Hồng Loan Thì chắc giờ này Hồng Loan cũng uh, Không biết là đang ở đâu, đang làm gì nữa vậy Cũng thêm một cái bài viết nữa uh, Của khán giả ta nói là Ai đã xót thương những giọt nước mắt cá sấu của bà cứ nghĩ là hẹp hồng loan đuổi người thân ra đường không nơi nương tựa vậy sao không chịu nghĩ rộng hơn là bà ta muốn đồng sở hữu tài sản của cố nghệ sĩ và muốn đuổi hồng loan về nhà chồng ở nhường nhà cho mẹ con bà sau khi nghe những lời bà tâm sự với giọng lệ bởi chai dầu khinh dịp tôi đã nghĩ đến độ trơ trẽn và lời lội của bà lên hàng siêu đẳng Bà thốt lên những lời xảo trá không kém phần xúc phạm cộng đồng mạng Vì bà nghĩ rằng ai cũng ngu và cũng có thể ngu hơn bà Lời bà tuôn ra cứ nghĩ là ngược là y chang như chửi thẳng vào cái bản mặt của mình Sau khi có vài con nhận tương tửng thương xót mẹ con bà Thì mặt con gái bà lại hất lên bên như thời trước lại cười nửa miệng nghe răng tỏ vẻ đắc thắng thắng cái quần què gì không chừng mấy cái đích nó ủng hộ lại là đích ảo nữa đó thì nói chung là hôm qua đến giờ những cái động thái của bà Xích thì nói chung là có nhiều người thấy cũng tội nghiệp. Nhưng mà nhiều người nói là bà này cũng khá là trơ trẽn dùng nước mắt để cầu cứu, để mong cộng đồng mạng thương xót. Và đặc biệt trong cái đoạn video clip mà bà chia sẻ với một youtuber mà nói là trước giờ thì anh Nam chưa bao giờ làm giấy khai sinh cho con Loan cả. À, còn cái chuyện mà cái giấy cây xanh con loan mang ra ở đâu thì bà cũng không biết nữa à, và bà nói là uh, di nguyện của anh năm là để lại căn nhà cho con của uh, của cô chứ không phải là để nhà cho con của anh mình À, bà nói khôn quá mọi người Bà nói như là tất cả các cô bác Khán giả gần xa trong nước Cũng như nước ngoài Đâu phải là một đứa con nít bà Nói như vậy mà không biết nghĩ như thế nào Mà có thể là phát ngôn ra một cái điều Mà thật sự là khó nghĩ như vậy Mà vẫn nói ra được Còn bà là tự hào Là đứa em nhiều chồng Tham lam, cờ bạc, bán nhà từ đường Chú Vũ Linh Đã làm việc vất vả cả một đời Để trả nợ cho em phá là năm căn nhà một ngàn lượng vàng mà thấy chưa đủ hay sao ờ, bà xích bà nói thêm không muốn tranh giành vậy tại sao là đòi quỹ giấy cây xanh của hồng loan quỹ giấy cây xanh là để giành lấy tài sản cho để làm gì nữa hồng loan là người có hiếu mang ơn cha mình còn những người họ hàng thân thân phận không bổn phận thì hồng loan cũng không phải là cưu mang đâu đó nên nhớ là có 10 đứa em như là uh, ông bảy bà sáu thì cũng không bằng một đứa con gái của cố nghệ sĩ là hồng loan sự thật này là mãi mãi đó quý vị đó một cái điều quá rõ ràng đúng không mọi người bà bây giờ là coi như là oan, oan ức coi như là oan ức vì uh, vì đã không thể uh, Dành lấy căn nhà từ đường <laughs> Nhưng mà thực sự Bà lên bà nói à, Là cái căn nhà số 5 á, Là anh Nam hứa là để là căn nhà từ đường Nhưng mà thực sự đâu có phải à, Căn nhà để lại cho uh, Con gái của ông thôi Còn nếu như mà thực sự muốn chia cho mẹ con bà Thì cũng đã đưa hai mẹ con à, Đưa cái tên vào trong giấy Trong sổ hộ khẩu luôn quý vị Cũng có một cái bài viết Cũng khá là dài luôn quý vị Cũng nói về Cái cách nhìn nhận của bà xích khi mà lúc nào cũng vỗ ngực xưng tên tự hào mình là đứa em của cố nghệ sĩ một nghệ sĩ tài đức vẹn toàn nhưng mà lại đâu có thương anh mình đâu quý vị quý vị nghe một cái bài viết khá là xúc động trên cái nhóm yêu thương hồng loan bảo vệ con gái của nghệ sĩ nha nếu cô cô có một người anh là tài đức vẹn toàn yêu thương cô hết mực nếu cô thực sự yêu thương anh mình thì cô đâu làm như thế À, khi chú mất thay vì sẽ là những bài báo những cái bài viết dành về sự tiếc nuối tiếc thương cho một nghệ sĩ tài ba một người nghệ sĩ cả đời cống hiến cho sân khấu cho nghệ thuật cải lương một ông Hoàng Hồ Quảng thì được ca bằng những cái bài dành nhà cho ở nhờ của em cháu của nghệ sĩ ở đâu đớn thay nghệ sĩ cả đời sống kính tiếng Sống giản dị Từ thiện giúp đỡ người khác Âm thầm Vậy mà khi mất đi Lại uh, lôi những cái chuyện mà quyên góp xây mộ Rồi tiền quyên góp đó Sao cô không sao kia cho rõ ràng Như lời cô đã hứa Nếu như cô đã làm rõ Vụ việc đó thì đâu có những lùm xùm Hơn một năm qua Đã là đời tầm gửi Khi cây nhờ cậy gió bão Khi thân gãy cành rơi Thì tầm gửi cũng dễ rã rời tan nát còn nếu cây chẳng may chết thì tầm gửi cũng lụi tàn theo. Đó là tầm gửi thì không nên có cuộc sống thực, bởi nó tồn tại theo cây chủ mà nó nhờ vả ăn bám. Đó là quy luật của trời. Một cái bài viết cũng khá là xúc động và sâu lắng đúng không mọi người? Có nhiều cô chú bác lên kênh của mình bày tỏ sự bức xúc về cái video clip mà cái thái độ của bà cô này à, thay vì trách móc hồng loan tại sao hai mẹ con của mình không nhìn nhận những cái việc làm của mình việc làm như thế nào mà để cho cộng đồng mạng người ta tẩy chay à, tại vì cộng đồng mạng bây giờ người ta cũng khá là sáng suốt quý vị không dễ gì mà sọ mũi khán giả đâu họ bây giờ là những người rất là thông minh và rất là tinh, tinh, tinh ý đó quý vị và đa số các cô chú khán giả mà yêu mến của nghệ sĩ là những người lớn tuổi nha Những người mà yêu sân khấu nghệ luật cải lương Những cái thời thập niên 70, 80 này kia đó quý vị 90, đó không phải là nhỏ tuổi đâu Nên người ta nhìn nhận được cái vấn đề Và cô thì thực sự nếu mà bằng cái năng lực của mình Nếu là một người mà có lòng tự trọng á thì bằng cái lời ca tiếng hát của mình cũng giống như anh năm anh dẫn dắt vào nghề thì tại sao cô không tự mua cho mình một cái căn nhà để nuôi chồng nuôi con nuôi cháu của cô mà cô cứ tiếp tục cái nghiệp là sống tầm gửi vào nghề anh của mình đó cô nói cô còn vỗ ngực xưng tên tự hào là là tôi người ta đặt tôi là xấu bào bảy báo thì thì đó có chuyện bình thường tôi cũng chả giận cả vì tôi báo là tôi báo anh của tôi mà chứ tôi đâu có ảnh hưởng gì tới ai đâu không hiểu tại sao chính từ miệng của cô là đi phát ngôn ra những cái cái điều cái lời lẽ như vậy đó nhiều khán giả người ta nói giàu cha giàu mẹ thì ham giàu anh giàu chị ai làm nó ăn đó rõ ràng là cha mẹ nó thương con là hết lòng hết mực dù cho con lớn hay là nhỏ còn anh em á, thường thì người ta chỉ giúp đỡ chỉ uh, quan tâm nhau những cái lúc mà còn nhỏ thôi đó thì uh, bây giờ cô đã già cũng hai thứ tóc rồi, cũng có xuôi có da có con có cháu mà tại sao vẫn chưa từ bỏ ký định mà uh, vẫn muốn uh, uh, âm mưu đồng sở hữu căn nhà số 5, âm mưu dành căn nhà của Hồng Loan.